Xin chào tất cả các bạn, mình là Đại Yolo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn đã biết video trước thì chúng ta vừa có được chiến thắng tưng bừng trước AS Monaco. Và sau đó lại một trận thua bạc nhiều trước Manchester United đã rồi bị loại khỏi Capital One Cup ở vòng 1/16. Còn hôm nay chúng ta sẽ hành quân đến sân San Paolo để có trận đấu với SS Napoli. Đây là một trận đấu trong giải Ngoại hạng Anh và bởi vì ở video trước mình đã bị loại khỏi Capital One Cup rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đầu tư cho hai đấu trường còn lại là EPL và FA Cup. Thật ra là hình như lúc đầu series mình cũng đâu có để C1 đâu không ta? Hình như là mình không có để C1, cho nên bây giờ mình chỉ còn 3 mục tiêu để phấn đấu, là không, 2 mục tiêu thôi, bởi vì ở trước mình đã bị loại rồi, là phải giành được chức vô địch của FA Cup và phải đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh. Thật ra bây giờ nếu mà mình có được tham gia C1, giống như là ở đầu series mình lỡ tay đăng ký đấu Champions League, thì mình cũng cho đội hình dự bị ra đánh, chứ mình cũng không có rảnh mà tung đội hình chính ra, bởi vì mất công bị chấn thương nữa. Với lại cúp C1 bây giờ khi mà mình chỉnh sửa cái giải Ngoại hạng Anh này lại rồi thì mấy cái đội mạnh đều đã dồn về đây. Và thật ra C1 bây giờ chắc cũng toàn 3 đội nhảm nhí gì đâu không, cho nên đây cũng không có quan trọng lắm. Chắc chắn là nếu mà mình lọt vào được chung kết hoặc là bán kết của C1 thì mình cũng sẽ bỏ ra đội hình khá là mạnh để thi đấu, bởi vì tiền thưởng trong cái game này dù là đội mạnh hay yếu cũng không có thay đổi, cho nên mình cũng sẽ tung ra đội hình khá vì tiền thưởng là khá là nhiều và mình có thể dùng cái khoản đó để mua về một hoặc hai cầu thủ trong tương lai. Nhưng mà như sao thì quay trở lại với trận đấu với Napoli, hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội đều có những cơ hội cho riêng mình, nhưng đáng tiếc là không đội nào có thể tận dụng được. Mỗi bên chỉ tạo được một cú dứt điểm trúng đích và trận đó là không đủ để mang về bàn thắng mở tỷ số. Khi mà gặp Inter Milan, một đội bóng đến từ Ý khác, thì mình cũng đã có một hiệp 1 khá là buồn tẻ bởi vì mình không thể xuyên thủ được hàng phòng ngự của Nerazzurri và hàng tấn công của họ thì cũng gặp vấn đề tương tự. Ở trận đấu với Napoli ở đây thì tình cảnh như vậy cũng đang được diễn ra, nhưng khác với lúc gặp Inter thì nguyên nhân chính mà cả hai đội đều không thể ghi được bàn thắng nào trong hiệp 1 là do sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm của các cầu thủ tấn công. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút thứ 67 khi mà Andrea Poli đã phạm lỗi trong vòng cấm và đã để cho SS Napoli được hưởng một quả phạt đền. Người thực hiện không ai khác chính là Gonzalo Higuain, tân binh đến từ Real Madrid, và như vậy là có bàn thắng mở tỷ số cho Napoli. Cú dứt điểm chính xác của cầu thủ người Argentina, 1-0 cho Napoli. Và bây giờ thì AC Milan không còn cách nào khác ngoài việc phải dồn lên tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa. Thủ thành Fernando Muslera đã không thể làm gì trong tình huống này. Ngay sau đó ở phút thứ 69, sau một pha phối hợp khá bài bản, Mattia De Sciglio đã truyền bóng cho Popopa dứt điểm cực mạnh, nhưng đáng tiếc là thủ thành người Tây Ban Nha Pepe Reina đã thi đấu rất tập trung trong tình huống này. Cơ hội tuyệt vời để AC Milan gỡ hòa. Ngay sau đó tình huống đá phạt góc thì Olajuwon đã có đường truyền vào, và sau một số pha tranh chấp thì bóng đã đến chân của Keisuke Honda, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ người Nhật lại tìm đến đúng cột dọc. Tuy nhiên tiếp đó không lâu thì ở phút thứ 79, Ignacio ở ba tay đã có đường truyền vào tuyệt vời để cho Mario Balotelli bật cao đánh đập vào lưới của Jose Reina mang về bàn thắng gỡ hòa cho AC Milan. Mario Balotelli, why always me? Với pha lập công vừa rồi thì anh cũng đã nâng thành tích ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh của mình lên thành con số 14. Không hề có cơ hội nào cho Jose Reina trong tình huống này. Nhưng ở phút 90 thì AC Milan đã phải trả giá khi mà hàng phòng ngự của họ thi đấu quá lơ là và đã để cho Gonzalo Higuain có cơ hội không thể thuận lợi hơn để dứt điểm vào lưới của Muslera mang về bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Napoli. AC Milan bây giờ đang đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua thứ hai ở giải Ngoại hạng Anh. Pha xử lý bóng quá tuyệt vời của Gonzalo Higuain không thể cản anh trong tình huống này, và đã không có phép màu nào xảy ra. AC Milan đã phải rời sân San Paolo mà không thể giành được dù chỉ một điểm. Một trận hòa có thể là kết quả chính xác hơn cho cuộc đối đầu này, nhưng đáng tiếc là SS Napoli vẫn giữ được 3 điểm trên sân nhà của họ. Nhưng mà dù sao thì tiếp theo AC Milan sẽ có một trận đấu xa nhà khác, và lần này đối thủ của họ là Arsenal. Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra khá buồn tẻ, gần như không có tình huống nào xảy ra cho đến phút thứ 39. Keisuke Honda có đường truyền thuận lợi và cho Mario Balotelli bật cao đánh đầu, nhưng đáng tiếc là tình huống này Wojciech Szczesny đã thi đấu rất tập trung. Nhưng không lâu sau đó, ở phút thứ 43, Mattia De Sciglio có đường truyền dài tuyệt vời cho Mbaye Niang. Tiếp đó, cầu thủ người Senegal cũng đã có pha câu vào, và phần việc còn lại của Mario Balotelli là quá đơn giản.
Và bây giờ tỷ số là 1-0 cho AC Milan. Pha phối hợp quá tuyệt vời của các cầu thủ bên phía Rossoneri. Nhưng chưa hết, trong những phút bù giờ của hiệp 1, Stephen El Shaarawy tái diện tình huống ghi bàn đầu tiên với đường chuyền dài cho Mario Balotelli. Chủ công của Rossoneri đã có pha xử lý bóng khéo léo để vượt qua Per Mertesacker và đối mặt với Wolf Jack Chesney. Nhưng lần này thì cú sút của anh đã không thể vượt qua được thủ thành người Ba Lan. Đã không thể có cú đúp cho Super Mario. Và hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ sân San Siro. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi cầm của bad boy Mario Balotelli ở phút thứ 45. Và cách biệt tối thiểu là không đủ để thể hiện đúng những nỗ lực của thầy trò ông Đệ Dâu Lâu khi mà họ đã tạo được tới 10 cú sút trúng mục tiêu. Arsenal đã hoàn toàn bị lép vế trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Ở phút thứ 73, Stephen El Shaarawy đạt được bóng. Đây là Andrea Poli, Ricardo Kaka. Ở ba tay không được rồi, bóng trở lại chân Kaka, sút xa, vào, Ricardo Kaka. Pha dứt điểm tuyệt vời của thiên thần đã mang về bàn thắng thứ hai cho AC Milan. Bàn thắng quá đẳng cấp của nhạc trưởng người Brazil. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một cú sút xa với cự ly hơn 20m, bóng đi thẳng vào góc dưới của khung thành. Tiếp theo ở phút thứ 77, Keisuke Honda có được bóng. Đây là Madri, Alessandro Madri chuyền vào, Balotelli vào rồi. 3-0, 3-0 cho AC Milan. Và Balotelli cũng đã hoàn thành được cú đúp của riêng mình. Đường chuyền thuận lợi của Keisuke Honda đã đặt Madri vào tình huống rất trống trải. Và pha xử lý đồng đội của cựu tiền đạo Juventus đã loại bỏ hoàn toàn thủ thành Wolf Chesney cũng như là hàng hậu vệ của Arsenal. Ở phút thứ 84 lại là Madri, Stephen El Shaarawy sút không vào, Vermaelen đã cản được. Kaka, cú dứt điểm nhanh bằng chân trái của Ricardo Kaka đã không thành công. Và tỷ số 3-0 cũng đã được giữ nguyên cho đến những phút cuối trận. Một chiến thắng xứng đáng cho AC Milan khi mà họ đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu này. Đoàn quân của ông Đại Dâu Lâu đã tạo được tới 15 cú sút trúng mục tiêu. 3 bàn thắng còn có thể được xem là quá ít. Nhưng mà dù sao thì đây là một chiến thắng quan trọng sau khi AC Milan đã để thua tới 2 trận liên tiếp. Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang tạm dẫn đầu với 28 điểm và một trận chưa đấu. Tiếp theo là AC Milan với 25 điểm sau 11 vòng. Ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Juventus và Bayern Munich. Ở danh sách vua phá lưới thì Mario Balotelli với 16 bàn thắng đang bỏ xa những vị trí thứ 2 và thứ 3. Nhưng mà dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có kiến gì thì cứ để phần comment với mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Đạt Giao Lâu. Xin chào.